Chào chị Việt Trinh, lâu lâu thấy chị khoe một người đàn ông rất là đặc biệt nhưng mà giấu mặt đó là Thiện Nhân. Thiện Nhân thì chị thấy là có thiên hướng như thế nào ạ? Trước tiên thì thấy Nhân có vẻ cũng không thích nghề của mẹ lắm. Nhiều khi đi quay game hay đi quay phim rủ Nhân đi theo nhưng không thích. Rồi nhiều khi năn nỉ vô tới phim trường ngồi chút xíu là đòi đi về, hoặc là đi diễn. Như rồi Trinh đi Mỹ, Trinh làm show cũng vậy, là đi vô trong hậu trường chút xíu là đòi đi ra ngoài, chứ cũng không có hào hứng lắm. Cho nên là chưa thấy có một cái nét gì mà thích cái nghề của mẹ. Và hiện tại thì cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác thì cứ thích làm những cái ngành nghề mà mang có tính chất anh hùng á, ví dụ như làm công an nè, rồi ba hồi thì làm công an cảnh sát cơ động, rồi công an giao thông, rồi đủ thứ đó. Thì trước mắt là anh thích làm rồi phi công, rồi bây giờ đổi qua làm du hành cái gì gia đó, phi hành gia đó. Nói chung là những cái nghề mà thể hiện cái tính chất manly của ảnh thôi, chứ còn về nghệ thuật thì chưa thấy. Vậy thì Việt Trinh đang định hướng cho bé như thế nào? Hình như bé học trường quốc tế đúng không ạ? Đúng Thì rồi, Việt Trinh đang định hướng cho Thiện Nhân nhà mình như thế nào ạ? Trinh thì Trinh hiện tại là bé mới học chuẩn bị lên lớp 5 thôi, thì hiện tại là chưa có thể cỡ cái tuổi này thì mình chưa thấy rõ lắm về cái sở thích hoặc là cái bẩm sinh mà có lợi cho ảnh. Cho nên là Việt Trinh chưa có định hướng, mà để một vài năm nữa trong cái quá trình học tập rồi xong cái sự phản hồi của thầy cô á, thì mình sẽ biết được là con mình giỏi về mặt nào, thì lúc đó thì mình mới hướng con dần dần theo cái giỏi của bé để bé có thể phát huy cái sở thích cũng như phát huy cái tiềm năng bẩm sinh của bé. Chứ giờ Trinh cũng, mà Trinh cũng có một cái suy nghĩ là Trinh sẽ không ép con mình theo cái thích của mình đó, mình không có ép, nên là cứ để bé nó lớn lên rồi bé thích thì bé tự hướng bé theo, và mình sẽ là người bên cạnh bé để điều chỉnh kịp thời, chứ Trinh không có muốn ép con mình đi theo cái sở thích của mình, cái mình mong muốn. Hiện tại thì Thiện Nhân nhà mình là giỏi những môn nào ạ? Và thấy lâu lâu cũng hay viết viết thư cho mẹ rồi các thứ thì thấy Thiện Nhân với mẹ như thế nào? Thì Trinh vừa làm ba vừa làm mẹ, cho nên thì Nhân rất là thân với mẹ, rất là thân. Và Nhân thì giỏi toán, vâng, Nhân thì giỏi toán, còn Văn thì không bằng, nhưng mà trước mắt thì thấy Nhân rất là giỏi toán, cho nên là trong tương lai thì không biết là ảnh sẽ thích làm nghề gì, nhưng hiện tại là đang rất thích làm phi công với phi hành gia. Trời ơi, đang thích lắm, không biết sao nữa. Nhưng mà nít thì nó cứ thay đổi vậy đó em, nhiều khi làm năm nay thích làm nghề này cái năm sau thay đổi vậy đó. Cho nên là, nhưng mà văn thể mỹ thì Nhân không giỏi, ví dụ như vẽ cũng không đẹp, rồi hát cũng không hay, nói chung là không có cái khả năng giống mẹ. Giống như Việt Trinh hồi nhỏ cỡ tuổi Nhân là Trinh hát hò nhảy múa tùm lum, đóng kịch rồi tự nghĩ ra cái kịch bản để mình diễn với mấy đứa bạn trong xóm, là Trinh nói là còn Nhân hiện tại thì mấy cái đó Nhân dở, Nhân không có cái khả năng giỏi về múa hát, nhưng mà giỏi toán, rất là giỏi toán. Thường thì những người mấy cậu con trai mà sống với mẹ và chị em gái nhiều thì sẽ rất là nhạy cảm và thường sẽ không được mạnh mẽ lắm thì chị Việt Trinh có sợ chuyện đó không? Trinh thì Trinh cũng đang rất lo chuyện đó, bởi vì á, là thường á, là mình một mình nuôi con, ví dụ như đàn ông nuôi con mình hoặc là phụ nữ nuôi con mình, thì lúc nào cũng muốn bù đắp cho bé hết, bởi vì thấy bé thiếu một cái phần bên kia, cho nên lúc nào cũng muốn bù đắp cho bé để bé không bị thiệt thòi như những đứa trẻ khác, không 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 bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Thì chính vì điều đó mà Trinh rất là bảo bọc con, rất là sợ con bị tổn thương, cái gì cũng muốn con được như ý muốn của mình. Cho nên Trinh cũng đang rất là lo là bé sẽ được cưng chiều quá lắm rồi cũng không hay về sau này, cho nên là bên cạnh bé lúc nào Trinh cũng nhờ một đứa cháu trai giúp, là con trai lúc nào cũng chơi chung, rồi anh em cũng nghĩ nhau, có những cái gì đó Nhân hỏi anh trả lời. Nói chung là có một đứa cháu trai lúc nào cũng kề cặp chung với bé, để bé có một người con trai chơi chung.
Nhưng mà thật sự thì đến giờ thì Trinh thấy là giới tính rất là rõ ràng, bởi vì đi vô lớp vẫn thích bạn gái đẹp. Cũng lâu lâu tới Đẹp nựng giống bạn mẹ. gái lâu lâu là cứ tới nựng bạn gái rồi bị bắn dốt hoài thôi, bị mấy bạn gặp mét là bữa hổm diện nhân nựng con, bữa hổm diện nhân hôn con vậy đó. Rõ ràng rồi, giới tính thì rõ ràng rồi đó, nhưng chỉ sợ là ở rồi chung với mẹ rồi các dì nhiều nè, rồi nhiều khi bé hơi sợ, bé vì cá tính sợ bị mít ướt, không không có mạnh mẽ thì Trinh lúc nào cũng muốn tìm đứa cháu trai chơi. Bé đứa cháu trai đó lớn hơn nhiều, cũng 25 26 tuổi rồi, cho nên là lúc nào cũng dìu dắt bé rồi theo cái hướng mạnh mẽ của người đàn ông đó. Nên cũng may mắn. Việt Trinh rất là thích đạo Phật, vậy thì có hướng cho thiện nhân nhà mình và những người xung quanh về đạo Phật không ạ? Sau này Trinh mới thấy Trinh có một cái sai lầm là khi bé còn nhỏ mình quá nôn nóng, rất mong muốn bé đến với đạo Phật sớm hơn mình, tại vì mình biết với đạo Phật quá trễ thì mình chưa biết nhiều, thì mình sẽ có những cái lỗi lầm mình phạm bởi vì mình chưa có hiểu đạo, cho nên Trinh rất muốn là hướng bé đến sớm hơn. Nhưng mà chính vì hướng bé đến sớm hơn làm cho bé sợ đó, giống như là bé cảm giác là đi vô chùa lúc nào cũng phải bị quỳ rất lâu, rồi đi vô chùa lúc nào cũng không được nói chuyện, đi vô chùa là không được tự do đùa giỡn, đi vô chùa là giống như lúc nào cũng phải ngăn nắp. Bé cảm giác bé rất là sợ đi vô chùa, bởi vì đi vô chùa bé không có được tự do sống trong cái lứa tuổi của bé, cho nên thời gian đầu Trinh cứ ép bé đi chùa, đi nhiều quá bé cảm thấy bé sợ, cho nên Trinh thấy cái đó rất là sai. Và Trinh nghĩ là Trinh đã điều chỉnh lại, thỉnh thoảng dẫn bé đi chùa để cho bé tiếp nhận từ 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 cái môi trường, rồi khi nào bé thích thì bé sẽ tự động bé theo. Và có thể là những lần đi như thế mình không ép bé làm gì hết, cho bé thoải mái để từ từ có thể thấm, từ từ bé thích là bé tự muốn bé tự theo thôi. Chứ giờ mà mình cứ ép bé, mình bắt bé vô khuôn khổ, đi vô chùa là phải mặc áo lam xong rồi ngồi khoanh tay ngồi im không được nói chuyện, rồi con nít mà bắt ngồi 1 tiếng 2 tiếng mà im ru vậy thì thật sự rất là khó, nhất là con trai nó hiếu động nữa, rồi kêu bé phải đọc tập đọc kinh tập lại này kia thì mình cứ ép bé vậy, đâm ra bé bị sợ. Cho nên Trinh thấy là thời gian đầu Trinh rất là sai lầm về chuyện đó, mình quá nôn nóng. Thì bây giờ Trinh để cho bé từ từ cảm nhận, và thỉnh thoảng Trinh đi chùa Trinh dẫn bé theo rồi cho bé và giải thích cho bé, rồi từ từ bé thích rồi bé theo, thì Trinh thấy nó sẽ được bền hơn. Còn bây giờ bé theo chủ yếu bé sợ mẹ la, rồi bé sợ mẹ buồn, bé làm như vậy thôi chứ thật ra từ trong tâm bé không thích như vậy cũng đúng, rất là nguy hiểm. Đó là một cái mà Trinh cũng muốn khuyên những phụ huynh khác đó, đến lúc muốn con mình tiếp cận một cái môi trường mới cũng phải để cho bé từ từ nó tiếp nhận, nhất là môi trường về về đạo á, thì đôi lúc vô á bé sẽ thấy sao xung quanh cũng toàn người lớn mà ngồi đâu cũng ngồi im chỗ không được nhúc nhích, rồi nói chuyện lớn là bị người này người kia la, tự nhiên bé cảm thấy thế giới của bé nó bị bắt buộc theo cái khuôn phép mà bé cảm thấy là bé khó chịu, thì tự nhiên bé khó chịu bé sẽ có những phản ứng ngược lại, hoặc là bé sợ mẹ bé sẽ không nói, như là trong tâm bé là không có phục, thì vậy thì nó cũng không được lâu, nên thôi giờ Trinh để cho bé tự nhiên. Nhiều phụ huynh cho con học trường quốc tế và rất sợ là con sẽ Tây hóa sớm quá là thứ nhất, thứ hai nữa là về vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt của các thứ không có được chuẩn thì Việt Trinh thấy thế nào? Con Trinh thì ngược lại, Trinh cho bé hoàn thành cái ngôn ngữ tiếng Việt trước rồi sau đó mới tới tiếng Anh, cho nên là Trinh nói ok, Trinh sẽ cực khổ cỡ nào Trinh cũng sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền lo cho con học. Bởi vì mình cho con tất cả mọi thứ có thể được, nhưng riêng kiến thức là mình không thể nào cho con được, chỉ có thầy cô và một ngôi trường mới cho con được. Và Trinh trước tiên là Trinh cho bé hoàn thiện ngôn ngữ tiếng Việt trước, cho dù tiếng Anh bé hiện tại hơi yếu hơn tiếng Việt, nhưng Trinh vẫn muốn cho con Trinh hoàn thiện tiếng Việt. Khi tiếng Việt ổn rồi Trinh sẽ bồi đắp thêm, sẽ mời thầy cô đến nhà dạy thêm. Hiện tại là bé vẫn học thêm tiếng Anh ở nhà một ngày 3 buổi, 1 tuần 3 buổi để hoàn thiện hơn về tiếng Anh. Chứ Trinh không nôn nóng cho con mình hoàn thiện tiếng Anh quá sớm để bé không có nói tiếng Việt rành. Cho nên con Trinh á, là tiếng Việt rành rồi, bây giờ tiếng Anh bắt đầu là bé sẽ bắt đầu hoàn thiện. Như bản thân Trinh đi hồi nhỏ, Trinh học ở dưới quê, Trinh cũng không có cái giáo trình học tiếng Anh. Cho nên Trinh tới lớn, Trinh cũng đâu có biết tiếng Anh. Nhưng khi Trinh đã một khi muốn học rồi, Trinh đã cố gắng vào Singapore, Trinh học hơn 2 năm, thì Trinh vẫn nói tiếng Anh bình thường. Và bây giờ tất nhiên cái vốn tiếng Anh Trinh nó không nhiều như những người học từ nhỏ, nhưng Trinh vẫn có thể có những cái cuộc nói chuyện ứng xử và đi 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 ra nước ngoài đi một mình vẫn tự tin mà đi.
thì có thể tiếng Anh nó sẽ đến với mình bằng một cái duyên, mình đừng có ép nó. Giống như Trinh hồi đó giờ Trinh cũng đâu nghĩ là Trinh sẽ biết nói tiếng Anh, nhưng mà Trinh đã có một sự cố gắng rồi, Trinh sẽ làm được. Thì với con Trinh thì bây giờ mình có điều kiện mình chăm cho con mình về học hành, thì Trinh cũng sẽ không có ép con một lần hoàn thiện hai thứ. Tiếng Việt thì ở nhà mình giao tiếp rồi, con nó đã rành rồi, nhưng tiếng Anh không thể nào ép con được. Tiếng Anh là phải cho con nó học, nó thấm vô từ từ chứ không thể nào ép, càng ép là con càng không được. Trinh nhớ hồi Trinh học tiếng Anh bên Mỹ, bên bên Singapore, thầy cô còn nói là học từ vựng á, một ngày học 8 từ thôi, đừng có tham. Ví dụ như mình muốn nói à cái chén là cái gì, cái bàn là gì, cái ly là gì, một ngày mình viết những cái từ đó bỏ vô một cái bao á, một cái bao mình siết cái cổ bao lại, một ngày mình bóc ra 8 cái, mình học thuộc 8 cái đó thôi, không cần phải học thêm nhiều thì nó sẽ nhớ. Còn nếu mà mình cứ cố gắng mình học nhiều 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 thôi mình sẽ quên, và nó sẽ đi vô từ 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 với mình. Trinh bây giờ bắt đầu từ cái hè này, bắt đầu Trinh dùng tiếng Anh Trinh nói chuyện với con, Trinh nói từ 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 cho bé nó quen. Bởi vì á bé học song ngữ trong trường trường quốc tế, nhưng mà bé học song ngữ nhưng mà cái giao tiếp bé còn yếu, bé còn ngại, chưa có sử dụng tiếng Anh nhiều. Thì Trinh sẽ là người bắt đầu hè này Trinh sẽ tập bé nói tiếng Anh với Trinh từ từ để cho bé quen nói thoại nói đáp. Cho nên là Trinh không có sợ con Trinh bị quốc tế hóa, là tiếng Việt không rành mà tiếng Anh rành hơn. Trinh không sợ cái đó, Trinh đã thấy ổn rồi. Là một người trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm cuộc đời và những cái gọi là rào cản phải vượt qua. Vậy thì Trinh đã gọi là truyền cái khả năng vượt khó và tất cả những cái sự chấp nhận về số phận, cũng như là tất cả những cái hiểu